Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong, thời gian tổ chức siêu đám cưới được tiết lộ. Thông tin nóng hổi về cặp đôi Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ. Người hâm mộ xứ Trung đang xôn xao bàn tán vì một clip cực hot được đăng tải trên trang QQ tối ngày 23 tháng 12. Nguồn tin trong giới khẳng định chắc nịch Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã quay trở về bên nhau sau 8 tháng ly hôn cùng vô vàn drama. Cặp đôi quyết định cho nhau một cơ hội nữa để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tên của clip cho Trang Quy Quy chia sẻ có tựa đề Triệu Lệ Dịn và Phùng Thiệu Phong tái hôn rồi. Thời gian đám cưới đã được định vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Trong clip này, phóng viên chia sẻ về cặp đôi sẽ tổ chức một siêu đám cưới hoành tráng tới mức kinh thiên động địa. Nguồn tin cũng cho biết thêm, hai vợ chồng quyết định làm đám cưới vào ngày này vì muốn có một khởi đầu hoàn toàn mới cho câu chuyện tình yêu của mình. Về lý do vì sao Triệu Lê Dịn đồng ý tái hôn, Trang Quy Quy cho biết Nguyên nhân là bởi nàng Sam Sam lo lắng cho cậu con trai tưởng tượng. Cô mong muốn quý tử có thể lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhận được tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên đây vẫn là những thông tin do phía truyền thông xứ chung đưa tin. Mỹ nhân họ Triệu và chồng cũ vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nếu tin đồn là thật, đám cưới của Triều Lê Dịn chắc chắn là sự kiện hoành tráng và ấn tượng trong lịch sử sầu hoa ngự. Kể từ khi có tin đồn Triều Lê Dịnh và Phùng Thiệu Phong đang ở bên nhau, đã có không ít người cho rằng đây chỉ là tin giả. Nhưng rồi Triệu Lệ Dịnh đặt cho một người bất ngờ lớn, cô đã công bố kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Không chỉ vậy, cặp đôi Phong Dịnh còn được cho là sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 1 tháng 1 sắp tới. Rất nhiều dân mạng xứ Trung cũng đã thay Phong Dịnh chọn luôn dàn phù dâu rể cho đám cưới của hai người. Trường Bích Thần và Triệu Lệ Dịnh đã quen biết nhiều năm, mối quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt. Vào khoảng thời điểm Triệu Lệ Dịnh đóng sở kiều chuyện, Trường Bích Thần cùng ủng hộ bản thân bằng cách song ca cùng Triều lê dịnh trong bài hát chủ đề của phim. Chính vì thế mà chắc chắn phải mời Trương Bích Thần làm phù dâu. Trương Hàm Vận và Triều Lê Dịnh đã là bạn tốt hơn 10 năm nay. Khi xem sâu thần tượng đến rồi có thể thấy rõ được tình bạn của hai nữ diễn viên. Với mối quan hệ rất tốt này thì dàn phù dâu của Triều Lê Dịnh chắc chắn phải có Trương Hàm Vận. Âu Dương Nana đã quen biết và trở thành bạn tốt của Triều Lê Dịnh khi cả hai cùng tham gia sâu thần tượng đến rồi. Với tình bạn sâu sắc của cả hai, dân mạng cũng hy vọng Âu Dương Nana sẽ trở thành phù dâu của Triều Lê Dịnh. Tuy rằng từng có nhiều tin đồn không hay trong thanh vân chí, nhưng điều này vẫn không gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Dương Tử và Triều Lê Dịnh. Họ nói chuyện rất hợp nhau và dân mạng cũng mong Dương Tử sẽ đồng hành với Triều Lê Dịnh trong ngày trọng đại của cô. Trần Vị Đình là ứng cử viên đầu tiên mà dân mạng nghĩ đến khi chọn phù rệ cho đám cưới của Triều Lê Dịnh cả hai từng hợp tác trong thuộc Sơn Chiến Kỵ và Lậu Cựu Môn, giữa họ đã nhanh chóng hình thành một tình bạn sâu sắc, dù có vương không ít tin hẹn hò. Ngoài Dương Tử, trong Thanh Vân Chí, Châu Lệ Dịnh cũng quen thân với nam chính Lý Dịch Phong và anh cũng rất quan tâm chăm sóc cô. Nếu như được mời làm phu rệ, chắc Lý Dịch Phong sẽ không từ chối đâu. Lâm Kinh Tân từng cùng triệu Lệ Dịnh trở thành tinh nguyệt phu thê trong sở kiều truyện và đây cũng là bộ phim nội đình nội đám trên màn ảnh. Mối quan hệ giữa cả hai cũng rất tốt và Lâm Canh Tân cũng được hy vọng sẽ trở thành phù rệ trong đám cưới của triều lấy dịnh Phùng Thiệu Phong.